Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa năm và cùng nhau xây dựng những cái đội hình bá đạo nhất mùa năm nha anh em. Rồi, khởi đầu thì chúng ta có hai đấu sĩ cũng như là hai quân đoàn. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình khá là bá ở cái meta hiện tại và cũng có thể giúp anh em leo rank một cách nhanh chóng. Đó chính là Pantheon siêu phá giáp. Rồi, hiện tại thì cũng có đối thủ cạnh tranh, ở này cũng bắt hai con pan. Đây là, còn ra trêu mình nữa cơ. Được đấy. Còn hai ông top 1 này sẽ có một ông phải mất chuỗi thắng rồi. Rồi. Ui rồi. Bây giờ mới ra một cái áo choàng hắc ám này thì có vẻ như là hơi thừa. Và ba trang bị cực chuẩn cho pan theo chúng ta. Nó là cũng xanh, vô cực và huyết kiếm. Và trang bị này có thể lắp full hắc ám cũng được, hoặc là thường hay là cũng không thường cũng ok. Nhưng chúng ta cứ lắp những cái trang bị hắc ám thì nó mạnh hơn nhá. Vì con pan này như là nó gây ra được cái lượng sát thương xịt 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 đấy. Đấy, cho nên tận dụng được cái cung xanh kết hợp với chiến minh và đồ long thì mình nghĩ đây là một cái đội hình khá là thú vị đây. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thử xem sao nhá. Ai đây nào? Đó chính là FX, người anh em chơi quân đoàn, thần sứ, cung thủ và thần thiên thần nữa. Đội hình khá là nhiều hệ, cũng có 40 tiền cấp độ 5, lầu dã man, đội hình lại còn mạnh như này nữa. Và cái trận này thì anh em nào cũng được phát một cái giáp thiên nhiên, cho nên là cái biên độ trận đấu nó cũng xảy ra khá là nhanh ấy. Này, mình thì tụt máu không phanh, thấy các 7 chuỗi thua liên tục như này thì có vẻ không ổn một chút nào rồi. Nhưng mà mình sẽ chơi cái chiến thuật bạt màu lấy trang bị nhá, lấy trang bị chuẩn cho ban theo ông. Và lúc đấy có mách vẫn chưa muộn. Yo, ây à, Sejuani vẫn chưa tay ban ở đâu cả. Mình sẽ cho tạm thanh niên này vào. Ui, vay này 2, ok, bắt giải tạm. Chắc mình sẽ bán Gragas đi, tại vì con Uri này chúng ta vẫn có thể chơi được. Tuy là Gragas mới 1 sao mà thôi, nhưng đây chỉ là con cho vào dép mà thôi. Và nhân tiện đây thì anh em nào mà yêu thích những cái đội hình leo rank như này nữa thì hãy nhớ comment ngay cho mình biết, để mình có thể làm ra những cái đội hình leo rank cực mạnh ở những cái meta khác nhau. Đấy, đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhá. Đấy chính là những nguồn động lực để mình có thể làm những cái video mỗi ngày cho anh em xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bé boy 2019, anh em này thì chơi thay ma rồi, hắc huyết kiếm mình cho thay ma đấm khá lực. Ok, thua rồi anh em, 8 trận thua. Liệu rằng chữ thua này có hồi kết hay không? Phiên đi chợt sắp tới thì mình sẽ ưu tiên một cái găng nhá anh em nhá. Cái găng này đã. Làm gì làm. Ui, đúng phiên đi chợ có 3 cái găng. Mà cái găng nào cũng ở trên người con 4 tiền thế này. Phiên đi chợ lần trước ấy thì méo có đâu. Cay vãi nồi. Ok, và bây giờ chúng ta đã hoàn thành đủ trang bị dành cho Pantheon rồi. Mình thì lắp vô cực hắc ám, cung xanh hắc ám với cả huyết kiếm. À, lắp vội huyết kiếm bình thường quá, không là có thêm cái huyết kiếm hắc ám thì nó đồng bộ nhỉ, thú vị hơn nhiều. Yo, hai thanh niên lên xin hắc cực kiếm, chủ xỉu nhận 30% sát thương chí mạng. Ok, bị trừ không nhiều máu lắm đâu. Kalista, Trundle, Nidalee mình sẽ bán con này đi cho hai chiến binh vào nữa. Ok, tạm thời là hợp lý rồi. Nhưng vẫn chưa thấy Pantheon nhỉ. Nhân vật chính vẫn còn đang ẩn nấp. Để có thể khắc chế như mấy cái ông chơi tiên thần ở cái phiên bản hiện tại thì chúng ta cần phải có cái cung xanh nhá, thì mới có thể ăn được. Chứ không thiên thần với cả thiết giáp, hiệp sĩ, kỵ sĩ rất trâu.
Rồi, vay này của mình bắn mẹ không thốn thanh niên Kha'Zix luôn. Vãi nổi, bắn mãi mà chết. Giờ thì bị kéo bốc hơi luôn. Và đây là trận thua thứ 9 rồi anh em ơi. Lượng máu chỉ còn có 32 thôi. Chán đấy nhở. Đây rồi, chúng ta có một thanh niên Pan đầu tiên. Mình sẽ thay đổi trang bị luôn. Có cả Jack ở đây nữa. Đây. Ok. Ây da, chết mẹ, bắn nhầm thanh niên Udi. Giờ thì không sao, không sao. Mình sẽ tìm lại Udi hoặc là thanh niên Genen sau. Ai đây? Đó chính là Going Star. Anh em chơi sát thủ thần sứ kết hợp với một chút đấu sĩ. Anh em xem pa của tôi đây. Cây được rất là nhiều sát thương. Và nó lại được chặt đam nữa. Khá là thú vị. Nhưng khả năng sẽ phải thua rồi. Nhưng mà đội hình của Cường Star quá mạnh. Ok, trận thua thứ 10 rồi. Ôi giời ơi, thua 10 trận rồi anh em ơi. Kỷ lục anh em thua nhiều nhất là bao nhiêu trận? Mình thì thua khá là nhiều. Thua đến mức mà không nhớ được luôn. Thua mà thua luôn anh em ạ. Không thắng được trận nào luôn. Anh em lập kỷ lục thế được chưa? Nhưng mà với những trang bị của Pan như này thì mình sẽ không để thua một cách dễ dàng như này đâu. Chúng ta đã đánh đổi bao nhiêu máu để có thể hoàn thành combo trang bị như này. Rồi. Gì đây? Một chút tiền và thêm một cái đấy nữa. Modicator. Bây giờ chúng ta đã có được 4 đồ long rồi. Nidalee. Dearly 2. Đây, mình sẽ lắp luôn một cái vuốt rồng. Vuốt long. Này là vuốt long dành cho Mordekaiser. Một trong những trang bị thủ. Vẫn chưa thấy Kennen với cậu Udi. Lại bắn mẹ Udi rồi. Hơi sai chút. Nhầm lẫn. Rồi, ai đây? Đó chính là Phanes. Người anh em chơi long tộc rất xanh. Mà như anh ta đang muốn kết hợp với đồ long rồi, đồ long và chiến binh rồi. Lại thêm đối thủ cạnh tranh mặt hàng Pan theo ông nữa. Có lẽ ông kia chơi suy vong cũng bắt Pan. Ông này chơi long tộc cũng bắt Pan. Cơ mà đây là trận thắng đầu tiên sau 10 trận thua liên tục. Quá tuyệt vời. Giờ mình sẽ không để thua một cách dễ dàng nữa đâu. Thì lượng máu còn quá ít. Không thể cho phép chúng ta bán máu nữa rồi. Úi dồi ôi. Chắc là mình sẽ lấy Đại Bác Liên Tanh Thử Thần nhỉ. Cái này mà cho Mordekaiser ở dưới hàng dưới thì khá ổn. Này cho Jack. Cho Morder đi. Tại vì nó là đồ long quật cho nó mạnh. Ok. Mọi thứ mình nghĩ cũng khá ổn áp rồi đấy. Không biết có lại chúng ta chỉ cần roll Pan 3 sao vừa thôi. Nếu được Pan 3 sao thì mình nghĩ top 1 là trong tầm tay. Giờ mới có một con Pan mà roll được Pan 3 thì cũng hơi tài. Anh em nhỉ? Ai đây? FXX với đội hình thiết giáp hiệp sĩ kết hợp với thiên thần cung thủ. Ghê đấy. Kinh đấy. Nhưng mà hãy thử sức với Pan đi. Anh em biết không? Pan có được cái khả năng hồi phục. Hacker kiếm cũng không trừ nhiều lắm đâu. Quật mày nè. Hay quá. Win luôn. Lật kèo. Đấy. Ngon lành liền. Rồi. 53 vàng rồi. Nghe nào. Thần sứ sát thủ suy vong. Ta có Pan lên cấp độ 8 thì chúng ta cũng không cho gì vào được nhiều đúng không? Đang tìm một con Kennen và con Udi thay vào vị trí của thanh niên Aatrox thì chúng ta có thể chơi cái đội hình 4 đồ long và 6 chiến binh ấy. Má không ra. Bị lừa rồi. Jack 2.
Kennen ơi. Đây có Kennen đây rồi. Mãi mới ra. Ai đây? Ôi à. Cũng là người anh em chơi thiên thần quân đoàn kết hợp với thây ma. Hôm nay mà có thêm Rai vào vị trí của Brain nữa thì chúng ta sẽ có được bí ẩn. Còn Brain thì kích ma pháp sư cho ấy thì cũng khó có thể bỏ đi được. Nice. Thắng liên tục. Dần dần chúng ta loại bỏ từng người một nha anh em nhá. Không phải soạt đâu, anh em bình tĩnh. Bây giờ vẫn còn quá sớm để có thể nói lên được điều gì. Wow, finish trận lần này thì chắc là mình sẽ lấy một cái BF. Lắp cái kiếm súng Hextech dành cho Mordekaiser của chúng ta. Mình nghĩ cũng khá ổn. Rồi. Má ngon Darius ngon phết. Mình chắc là cũng không thể nào mà lấy được. Nhưng mà chắc phải cấp 8 mình mới cho vào được anh em ạ. Ây à. Mordor Kisser, nice. Mình có được Mordor 2 hay không? Pan 2 rồi, may quá. Ây à, chết rồi. À. Lắp nhầm đồ anh em ơi. Má thằng lẽ lắp cái kiếm súng cho nó mà lại lộn tung xèo mất. Kennen 2 với cả Dyna 2 cũng cần thiết lắm. Rồi xong rồi mà không tận dụng được cái kiếm súng Hextech rồi. Lùng quá lùng quá. Rồi anh em xem này anh em ơi. Anh em thấy bọn hiệp sĩ không? Đái ra máu ngay. Gặp mẹ anh ban của mình xịt cho bài phát. Anh chuẩn bị xem xịt phát nữa đây. Xịt. Ui thằng này thật nào thiết. Nó trâu lắm đấy. Nhưng mà cũng may chúng ta có cung xanh hắc ám. Ăn được tuốt. À, nhưng mà trận này có vẻ hơi khó nên tìm được pan 3 rồi. Nhưng mà mình cũng đang tìm thêm một con Mordor để có thể tách cái giáp ở trên người nó ra. Thế bây giờ mà để đấy thì hơi tấu hài một chút. Mình cứ tưởng phải lên cấp độ 8 có thể chơi được cái đội hình này. Nhưng mà chơi nhận ra rằng chúng ta đã có một cái giáp thiên nhiên mà ai cũng có cả. Ai đây nào? Đó chính là Cương Star. Vẫn giữ đội hình sát thủ kết hợp với thần sứ. Phá bá đạo. Rồi ôi anh ban của tôi anh xịt cho thì lại khóc. Nghe thấy không? Mẹ đánh thường thôi cũng rất là đau rồi. Mordekaiser thì đấm bằng Bluetooth. Quá tuyệt vời. Mà sát thương vẫn không bằng anh Pan nha. Chắc là Mordekaiser phải lên 2 sao thì mới bá đạo hơn được. Có thêm cái kiếm súng thì lại mạnh hơn nhiều đúng không anh em? Rồi. Pan theo ông này. À, kiểu như phiên nào cũng có một con Pan như này thì mẹ đẹp trai biết mấy. Nhớ nha anh em, đừng quên là ấn like và đăng ký kênh cũng như là kéo xuống ấn thêm quả chuông. Mỗi khi mình ra video mới nhất, anh em sẽ là người đầu tiên nhận thông báo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, xem là bạn chim sẽ ra cho chúng ta những cái trang bị gì đây. Ôi giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Rất là nhiều tiền, một cái búa rèn ma thuật và một cái đai máu. Chúng ta cần phải lắp một, có thể lắp một cái giáp lửa nhưng mà hiện tại vẫn chưa có thể tận dụng được. Tại vì mình đang muốn cho con Mordekaiser cái kiếm súng ấy. Đợi chút nha anh em. Chuyển đến cấp 8 roll vài phát là có Mordor ngay mà. Lò cái gì đúng không? Đặt đồ hơi đập đá chút. Rồi, công việc còn lại của chúng ta chỉ cần lên pan 3 mà thôi. Con này thì được cái là chúng ta sẽ chặn được rất là nhiều sát thương. Một khi mà nó bị đầm ấy, chặn nhiều đam lắm. Xịt,
Ui rồi, xịt kìa. Xịt kinh thực sự. Này thì thây ma của chúng tôi. Clear đội hình cho bạn trong vòng tích tắc mà thôi. Là cái đội hình chiến binh đồ long này vẫn rất là khỏe. Mà anh em biết tận dụng trang bị cũng như là topi hóa đồ và up cấp vừa đủ. À, đội hình này mình nghĩ chúng ta đánh cấp 8 là hợp lý rồi. Ôi giời ơi, kiếm súng chợ đen nó xếp bóng tối, lấy thêm một cung xanh đi nhở. Thôi lấy kiếm tử thần, cung xanh thì đã có đủ bởi trên người con Pan rồi. Pan ơi, đây nè, Zack Garen. Ây à, cho Garen vào đây đi. Chúng ta sẽ có thêm một chút thần sứ và kiểu như các trẻ mấy ông chơi thây ma với cả suy vong gì đấy. Nhờ hệ thân vương một chút thôi thì cũng rất là đáng kể đấy anh em ạ. Được cái nào thì hay cái đấy, đúng không nào? Ai đây? Đó chính là anh Beth nha. Đây đúng lúc là gặp ông suy vong, cũng may chúng ta vừa kẹp vào Garen rồi. Hên vãi nồi, may quá. Ui rồi, để xịt cho ngoài nắt bét luôn anh em ạ. Thế loài. Rồi, mình đã lọt vào vị trí top 4 rồi anh em. Cố gắng trừ thêm mấy người anh em này vào top cao cao hơn chút là ok. Lúc máu thì trận này cũng khá là cân bằng, nhưng mà top 1 có vẻ như khá là đột biến với hệ long tộc. Ghê quá. Ui rồi ôi, cái gì đây? Mordekaiser và hai Pan Thi Hồng. Mà đẹp trai thế nhở. Hôm nay mà thằng nữa bắt thêm con Mordekaiser, con Pan Thi Hồng này nữa thì đẹp trai luôn. Cái này mình sẽ lắp cho Garen nhá. Đây, hợp ngay, mẹ hợp phong thủy ngay. Đây, long tộc là phải kẹp Garen vào. Hôm nay cũng bắt rất là nhiều Pan vào sao luôn, nãy giờ cũng không thấy thằng nào. Rồi, có gặp không? Gặp luôn. Mordekaiser tanh. Ăn xe đồ mẹ khét thế. Vào máu lắm đấy anh em ạ. Rồi này cũng mò 2 rồi. Úi dồi. À, không kịp chặn đam phát nữa kìa. Má, bị choáng. Bị cái đai bằng tiện choáng phát. 3-1. Úi dồi, mà thằng Mordekaiser đâu rồi mặn. Chẳng lẽ là Mordekaiser. Nó có cái nỏ xét hắc ám, mẹ bút nhiều đam quá. Mono nhà mình. Ui rồi ôi, nó giật xét bay màu luôn ạ. Không kịp mẹ skill. Có gì không? Ai chà chà. Chắc là mình sẽ lấy một cái cung hắc ám. Du đợt hắc ám anh em nhá. Cái này thì về cho rắc, cũng gọi là ổn áp. Không thì chúng ta có thể lấy một cái bàn tay công lý cũng được. Cho rắc thì cũng yêu luôn. Ai tự thua ông đấy phát nhở, cay đấy. Rõ ràng là đội hình của chúng ta còn nhiều người hơn nhưng mà vẫn không đánh lại được. Rồi, rắc của chúng ta có vẻ như hơi thiếu cái khả năng hồi phục một chút. Nhưng mà chắc là cũng không sao đâu. Vẫn ổn. Sáng này gõ vài phát bốc hơi cũng được. Nhân vật chính vẫn là người anh em Pan Thi Hồng, rất bá đạo. Ui mẹ, cấp 9 rồi kìa, ghê quá. Cấp 9 là có 10 người đấy anh em ạ. Đội hình càng đét. Bé Boy 2019, người anh em cũng chơi long tộc luôn. Hemmerdinger 2 sao, long tộc thầy mà. Đội hình quá chất. Nhưng mà chúng ta hãy cùng xem Pan Thi Hồng thể hiện đây. Không được rồi. Đấy, chúng ta vẫn còn anh Mauder. Mauder với vuốt rồng thì màn thể hiện có vẻ đột biến hơn anh Pan một chút. Này thì lòng tộc. Chưa khử mấy người anh em nghiện ngập lòng tộc này mới được. Nhưng mà hôm nay có vẻ xanh quá. Nhờ. Lai xin. Trời ơi. Xong rồi.
Toang quá anh em ơi, vừa bỏ qua một thanh niên pan. Căng quá. Top 1 vẫn còn nhiều máu như này nữa thì không biết là có lên được pan 3 hay không. Có ai đây? Ai đây? Ai đây? Đó chính là Cường Star. Vẫn giữ cho mình đội hình sát thủ thần sứ. Hình như là có thêm anh Volibear 2 sao như này thì đội hình quá chuẩn luôn. Ui, anh em nhìn sát thương của Pan gây ra. Xịt bao đau luôn. Ui rồi. Anh Mauder cũng vậy. Thằng Jack thì sát thương cũng không kém. Tuyệt vời. Cuộc chơi là chúng ta cũng chỉ còn 4 người. 7, 14, 19 và 59. Chúng ta có thêm một cái kiếm súng Hextech. Còn Jack của chúng ta thì nó lại gây ra được cái lượng sát thương vật lý. Cho nên là chắc là cũng không lắp kiếm súng được. Thay vào đấy thì chúng ta có thể cho Garen thì hợp lý hơn. Ai da, kéo căng ở đây. Đây cái vận sức đây này, toàn sức mạnh công kích không ạ. Làm như này đi. Hay là bố rèn ma thuật nhỉ. Cái trang bị này vẫn có thể chơi được mà, nên sử dụng phí quá. Ui anh Pan đây. Một con nữa thôi anh ơi. Nice. Lên Pan 3 luôn. Mình sẽ lắp cho Garen nhá. Cái này thì cũng vừa có cho mình được Virgo ha. 2 sao gấu 2. Đội ngoài binh quá. Chẳng lẽ đội hình 5 tiền lại biến thái như vậy sao? Ôi trời ơi. Đây rồi, mẹ ông Viego siêu mana đây. Hút cái nen của mình mất rồi. Ui anh em xịt kìa, ma xịt. Xịt phát chết đám đằng sau luôn. Mấy thanh niên nào đụng vào phát là xịt bay máu hết. Thấy không, thấy không, thấy không? Ba dí kìa. 10.000 đam, gần 10.000 đam. Quá hãi luôn. Chỉ cần mẹ skill phát. Mà cái skill này thì chúng ta còn được chặn sát thương nữa cơ. Mà còn được trả đòn. Đấy là lý do chúng ta nên chơi Pantheon phát giác. Rồi. Hai ông kia vẫn chưa ông nào phải tạm dừng cuộc chơi. Thần sứ nhân tạo, ấn thiết giáp, á trong lửa và ác xương Sojin. Xem nào. Ông này thì cũng có đôi chút cái lượng sát thương vật lý. À chọn đồ long rồi kìa. Mình sẽ chọn một cái hiện tại thì giáp lửa cũng có rồi, chọn mới ấn thiết giáp. Oh, có Rell đây nữa. Vậy thì chúng ta có thể bỏ Garen đi, cho Rell vào thì sẽ có thêm 3 thiết giáp để cho Lee Sin nhá. Lee Sin luôn. Này, rồi. Ngon phết ở đây anh em ạ. Lên cấp 9 chúng ta cho thêm Nautilus nữa vào. Đây Nautilus đang có ở đây nhưng mà chưa cần. Đang tích 10 tiền. Nếu không mà chúng ta gọi là không tích tiền thì rất khó để có thể lên cấp độ 9. Ui, nhìn xịt đam anh em này, ma đam. Nhìn mấy không. Ám ảo vãi nồi. Quá ba, anh em thấy không. Xịt kìa, xịt kìa. Ui ôi. 1.900 bao nhiêu đam luôn. Đi luôn. Quá nhọn cho người anh em. Vậy là cuộc chơi chỉ còn 3 người. Không biết là Tira Pro. Đây, cái công kích vũ bão này này. Giảm tất cả sát thương nhận vào 81%. Và gây thêm sát thương. Ui, cái gì đây? Darius 2 sao với cả con Udi 1 sao. À con Udi 3 sao mà 2 đồ. Vậy là kết quả là hòa. Người tham dự cuộc chơi đó chính là Tira Pro. Hơi nhỏ cho người anh em một chút. Làm luôn cái thương Sojin rồi. Ông này chắc là đang muốn thu nạp con Mordor Kaiser của chúng ta đây. Nhưng mà vào những cái giây cuối cùng thì mình sẽ đổi Mordor Kaiser vào góc nha anh em nhé. Còn Pan Theon thì chúng ta cứ xếp thẳng vào những cái mục tiêu nhiều nhất. Do mày này. Hợp lý.
anh em sẽ cùng xem sát thương của Patheon. Anh à, mẹ di chuyển rồi, di chuyển không xịt vào đám đằng sau được anh em ơi. Ô, nó xịt mẹ chết hết vào đám đằng sau luôn. Ui dồi, đi một giải luôn. Phiên đi chợ này có gì hay không? Có thần sư nhân tạo và một cái chiến binh nhân tạo. Ui, khoái rồi. Để trận này chúng ta có thể chơi được 4 thiết giáp, 4 đô long và 6 chiến binh. Nhưng mà chúng ta cần phải tìm kiếm Nautilus cái đã. Má hồi nãy có thì không chịu bắt. Vậy thì chúng ta phải bỏ Kennen đi rồi đúng không? Kennen hoặc Nidalee. Chúng ta thì phải tìm Nautilus cái đã rồi tính. Đúng là nước lên chân mới nhảy thì có vẻ như là hơi nguy cấp một chút. Đây, nào đất chiến binh. Rồi, hợp lý chưa? 4 thiết giáp, 6 chiến binh và 4 đồ lòng. Ôi ôi, một chút nữa thôi thì anh em này có thể lên được AC3. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Úi giời ơi. Xem này, xem này. Xịt đây, xịt đây. Xịt đam rồi anh em. Vãi rồi. Đi. Vừa tròn. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video của mình. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh nhá. Và hẹn lại anh em trong những cái video sắp tới. Bye bye anh em. See you.